Xin chào toàn thể anh em 700D nha. Thì hôm qua mình có đi bắt ếch rồi mình thấy cái chỗ này nó có mỏ nhát với lại nhát ho, nó về nó ăn ở chùm này nè. Rồi bữa nay mình đánh lưới rồi, rồi chiều rồi đánh ba tay lưới. Bây giờ mình mở lo sớm giờ, bây giờ mình đi thăm anh em. Anh em cùng theo chúng mình thăm đứa chim nha. Chú kia thấy dính cổ nhát ho à. Trong cái đồng này thì hôm qua mình có đi bắt ếch rồi, xong rồi mình thấy nè, dính được một con mỗi nhát. Mỗi nhát này anh em. To ghê. Rồi đây, đây con đó. Đây con mỗi nhát nữa nè. Biết chú đi còn con nào hay không để mình tới mình gọi. Có luôn em ơi, mùi về mùi về, đèn con nè, mỏ nhát luôn đây anh em. Ừ, mỏ nhát mùa này béo bự to ghê, bá luôn. Nhưng hôm qua mình đi bắt ếch cũng được chụp con ếch da. Rồi mình thấy ở đây có nhát ho với mỗi nhát nó về, nó ăn nhiều lắm. Rồi thấy vậy bữa nay mình đem lưới mình đánh, chiều mình đi làm về, 5 giờ mình về bắt đầu mình mới đem lưới mình đi đánh. Đánh ba tay, này hết tay thứ nhất rồi. Đánh ba tay thì nãy giờ thấy chùm đó được ba con rồi anh em. Và đang con nè, đang mỗi nhát nữa nè. Đây là tay lưới thứ hai anh em. Đây là tay lưới thứ hai. Mặt này dính con mỏ nhát nữa nè. Đây, một con nữa, to béo luôn. Nhà được 4 con anh em. Thêm một con nữa. Đây anh em, một con nữa, to ghê, 5 con. Hôm qua là mình thấy nó bay về cũng nhiều lắm. Rồi hết hết tới lưới thứ hai, giờ qua tới lưới thứ ba này nè. Hai này muốn hình chữ U luôn. Đến bao dây hết luôn. Đèn con mỗi nhát nè anh em. Cái này là hai cái tay kia là hai tay lưới cước, còn tay lưới dù 60 mét, còn hai tay kia 50.
bởi tiếng nhát ho mà sao không thấy nhát ho nào dính, mà thấy mỗi nhát không. Ê, chá 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 ừ bay ngược ra lưới luôn rồi, con nhát ho nó bay về nó đậu ngay chỗ này rồi, xong cái mình tới cái nó bay ngược ra khỏi lưới luôn rồi, biết con nào nó không biết. Sao nó bay vô lưới mà nó bay ra ngoài luôn rồi đó. Rồi đây là hết cái lưới thứ ba nè, dính không được mấy con gì đó rồi. Có gì sáng mình còn dính nữa thì mình quay tiếp cho anh em coi nha. Mình có dính vô đó luôn được 6-7 con gì đó, để mình xin dùng video tại đây nha anh em.